Tết đến xuân về, mang đến cho ta thật nhiều hy vọng vào một năm mới, một khởi đầu mới tươi sáng và tốt đẹp hơn. Để cả năm suôn sẻ may mắn, ta cần phải luôn chỉnh chu, rạng rỡ và mang theo bên mình những nguồn năng lượng tích cực. Sắc đỏ, tự may mắn ngập tràn, giúp khai niên thuận lợi, cả năm khởi sắc. Và đá ruby đỏ, hội tụ năng lượng của mặt trời, tự tài lộc đông đầy, là lựa chọn hoàn hảo cho xuân sang đỏ vận. Sắc xanh khai mở trí sáng, đem đến tinh thần thêm lạc quan. Chọn đá topaz xanh, giúp thêm năng lượng tích cực. Dự báo một năm thăng tiến, kinh doanh thuận lợi, trí tuệ vươn xa, nâng tầm bản lĩnh. Còn duyên muốn đồng thì chọn đá muôn hồng là chuẩn. Đá muôn hồng giao thoa ánh sáng ngàn năm, lung linh lấp lánh duyên lành, cho cả năm ngập tràn hạnh phúc.